Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi video của chúng tôi với những cây bonsai và cây cảnh tại Bảo tàng Hùng Vương nhân dịp dỗ tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng. Xin mời các bạn. Cây xanh quý đá của đào Xuân Minh, câu lạc bộ Thụy Vân. Một cây tranh tiếp theo của anh, cái này có tựa đề là Vũ Nữ. Một cây tranh rất lớn của anh Hoàng Phúc Hải. Mua cây xanh này là một cây xanh rất nổi tiếng của anh Toàn Đô La. Cây này được đặt tên là cây Tam Đa.
Lộc Thọ. Vậy có đường gần rất ấn tượng, bám chặt vào đá. Cái tranh này có tựa đề là Song Hành của anh Trần Văn Quýnh, Phù Ninh, Phú Thọ. Tiếp theo là cây vũ điệu, tác giả Trần Văn Quýnh, Phù Ninh. Thank you.
Đây là cây kỳ long xuất thế của anh Trần Văn Toàn. Còn đây là tác phẩm Dối Nghìn Mắt Nghìn Tay Phật Bà Quan Âm của Đặng Anh Đức, Thanh Ba, Phú Thọ. Thank you.
Chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức